Phật ở trong núi Kỳ Xà Quân nơi thành Vương Xá cùng chúng đại tỳ kheo. Một muôn hai nghìn người có hồi các vị đó đều là bậc A La Hán, các lầu đã em không còn phiền não biến lợi mình đã xong dứt sự ràng rịch trong các cõi tâm đường tự tại. Tên của các vị đó là A Nhã Kiều Trần Như Ma Ha Ca Diếp Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp Già Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp Xá Lời Phân Đài Mùng Kiền Liên Ma Ha Ca Chiến Viên A Nô Lô Đà Kiếp Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Lý Bà Đa Tất Lắng Giá Bà Ta Bạn Tố La Mà Có Ý La Na Đà Tôn Đà La Nàng Đà Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử Tu Bồ Đề A Nan La Hầu La Vân Vân. Đó là những vị đại của chúng lại có bần hữu hồng và vô hồng hai nghìn người. Bà Tỳ Kheo Ni Ma Ba Xà Ba Đề cùng với khuyên thua sáu nghìn người câu hỏi mẹ của La Hầu La là Bà Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà La cùng với quyến thuộc câu hồi. Bừng Đại Bồ Tát Pháp muôn người đều không thôi chuyển ở nơi đạo vô thượng chân đẳng chân giác đều chứng được Pháp Đà La Ni Nhạo Thiên Biện Tài chuyển nói Pháp Luân bận thôi truyền. Trần cung dường vô lượng trăm nghìn chư Phật ở các nơi đứng phân trồng các cội công đức thương đưa các Phật khen người dùng đứng từ để tu thân kéo chân trí tuệ của Phật thông đà đại trí đến nơi bờ kiên. Danh đoàn ca vô lượng thế giới có thể đồ vô số trăm nghìn chúng sanh, tên của các vị đó là Văn Thù Chư Lời Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đất Đại Thế Bồ Tát Thường Tinh Tăng Bồ Tát Bấn Ngư Bồ Tát Bửu Trường Bồ Tát Dược Vương Bồ Tát Giọng Thi Bồ Tát Bửu Nguyệt Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Mang Nguyệt Bồ Tát Đại Lần Bồ Tát Vô Lượng Lực Bồ Tát Địa Phạm Giới Bồ Tát Bát Đà Bà La Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Bưu Tích Bồ Tát Đạo Sư Bồ Tát vân vân. Các vị đại Bồ Tát như thể tam muôn người câu hồi. Lúc bây giờ tính đề hoàng nhân cùng quyến thuộc hai muôn vị thiên tử câu hồi lại có minh nguyệt thiên tử phố hương thiên tử bửu quang thiên tử bốn vị đại thiên vương cùng với quyến thuộc một muôn thiên tử câu hồi. Tự tại thiên tử đại tự tại thiên tử cùng với quyến thuộc ma vàng thiên tử câu hồi. Chú coi ta bà phạm thiên vương thi thi đại phạm quang minh đại phạm vân vân cùng với quyến thuộc một muôn hai nghìn vị thiên tử câu hồi.
tám vị Long Vương, Nan Đà Long Vương, Bạc Đằng Đà Long Vương, Xá Già La Long Vương, Hòa Tô Các Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đà Ma Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bán La Long Vương, vân vân. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc cầu hỏi có bốn vị Khẩn Na La Vương Pháp, Khẩn Na La Vương Diệu Pháp, Khẩn Na La Vương Đại Pháp, Khẩn Na La Vương Trì Pháp, Khẩn Na La Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thuộc cầu hỏi có bốn vị Càng Khác Ba Vương Nhà, Càng Khác Ba Vương Nhà Âm, Càng Khác Ba Vương Mỹ, Càng Khác Ba Vương Mỹ Âm, Càng Khác Ba Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi có bốn vị A Tu La Vương, Bà Trị A Tu La Vương, Già La Kiên Đa A Tu La Vương, Tỳ Mà Chân Đa La A Tu La Vương, La Hầu A Tu La Vương. Đều cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hội có bốn vị Ca Lâu La Vương, Đại Uy Đức Ca Lâu La Vương, Đại Thân cùng bao nhiêu trăm nghìn quyến thua câu hồi. Cả chúng đều lễ chân Phật lui ngồi một phía luôn. Bây giờ đừng Thế Tôn hàng tự chúng vây quanh cúng dường cùng kính người khen tôn trọng, vì các vị Bồ Tát Ma nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giao Bồ Tát Pháp Phần Sơ Hồ Niệm. Nói kinh này xong Đức Phật ngồi xem bằng nhắm vào chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm của Phật đều không lại động. Khi đó trời mưa hoa Mạn Đà La Hoa Ma, Mạn Đà La Hoa Mạn Thù Sang, Hoa Ma Mạn Thù Sa Đề Đại trên Đức Phật cùng đại chúng tâm cõi phần sáu điều vang động lung. Bây giờ trong chúng hồi cả hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam, cần sự nữ, trời đồng gia xoan, Càng Khác Bà A Tu La Ca Lô La, Khẩn Na La Ma Hầu La, Già Nhân Phi Nhân và các vị tiểu vương cùng truyền luân thánh vương. Cảng đại chúng ấy đều được thấy việc chưa từng có, vui mừng chắp tay môn lòng nhìn Phật. Bây giờ đứng Phật từ nơi tướng long chẳng chưa chẳng mài phóng ra luôn hào quang chiếu khắp ca mồ muôn tám nghìn nội cơ phương đông. Dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ trên chúa pháo trời sáng cứu cánh chúng ở cõi này đều thấy cả sáu loài chúng sanh. Ở các cõi kia lại thấy ca Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia và nghe kinh pháp của các đấng Phật ấy nói cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni cần sự nam, cần sự nữ, những người tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị Đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên
các lòng tin dạy các loài tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát, lại thấy ca đứng phần nhập niết bàn, lại thấy sau khi ca đứng phần nhập niết bàn, đem ra lời của Phật mà dẫn đấng tham bằng bãi bao. Khi ấy ngài Di Lặc Bồ Tát nghĩ rằng hôm nay đơn Thế Tôn hiện thần biến tướng, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này, nay Đức Phật đứng nhập chánh định. Việc biến hiện như không thể nghĩ bàn này, nên nói ai ai đám nữa ngài lại nghĩ ông Phá Phương Tử Văn Thù Sư lời này đã từng gần gũi cung vàng vô lượng ca đức phần đời qua cứ chắc đã thấy tướng hiểu này. Ta này nên nói ông lùng đó Kỳ kéo Tề kéo Ni Cần Sở Nam Cần Sở Nữ và Cán Trời Rồng Quỷ Thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sáng chói của Đức Phật hiện đây nay, nên hỏi ai bây giờ ngài Di Lặc Bồ Tát muốn giải quyết chỗ nghi của mình. Ngài lại sẽ tam niệm của bốn chúng tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ và của ca chúng hỏi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lãnh thần thông này. Bờ phong anh sang lớn soi khắp mồ muôn tam nhìn coi ở phương đông đều thấy coi nước ca nhìn của ca đứng phần. Khi đó ngài Di Lặc muốn nói lại nghĩa trên dùng kệ hỏi rằng ngài văn thù chư lời đức đạo sư cơ chi. Long trăng giữa chàng mài phong anh sang cấm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang thù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều nghiêm tình. Mà trong thế giới này sao điều vang động lên bấy giờ bốn bộ chúng thay đều rất vui mừng thân cùng ý tha tới được việc chưa từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông. Một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã tỳ trên đến trời lưu đằng trong cả thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến nghiệm duyên lành cùng giữ thủ bao có tôn sông. Tại đây đều thấy đó lại thấy các đứng phần đăng thân Chúa Sư Tử Diện nói các kinh điển nhiệm màu bực thử nhớ tiếng của ngài thanh tịnh giọng nói ra em dịu dày bao các Bồ Tát vô số ức muôn người. Tiếng phàm âm thanh nhiều phiên người đều ưa nghe các phân ở cõi mình mà giảng nói chính là phàm dụng nhiều món nhân duyên cùng vô lượng tỷ dù đề soi rõ phần pháp mà khai ngộ chúng sanh. Nếu có người bị khổ nhàm lìa và bệnh chết phân vì nói niếm bàn để giới can ngăn khổ, nếu là người có phước đã từng cúng dường phận chỉ cầu pháp thù thắng vì nói hành nhân duyên. Nếu lại có phần tử tu tập các công hạnh
để cầu tuệ vô thượng phần. Vì nói tình đạo ngài văn thù sơ lại tôi ở tại nơi đây thấy nghe giường ấy đó và nghìn ứng việc ta thấy rất là nhiều như thế. Này xe lượng nói ra tôi thấy ở cõi kia có hàng xa Bồ Tát dùng càng món nhân duyên mà cầu chứng phân đạo hoằng có vì bố thí vàng ba ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc xa cừ mã nào. Kim cương ta chân bờ cùng tôi ta sẽ cổ kiểu can chừng cho bao vui vẻ đem bố thí hồi hướng về phần đạo nguyện được chứng thưa ấy bậc nhân của ba cõi cá phần hằng khen người hoặc có vì bồ tát. Xe tứ mà xe báo bao lớn che tán đẹp trao chia dùng bồ thí lại thấy có bồ tát bồ thí cả vợ con thân thịnh cùng tay chân để cầu vô thường đạo lại thấy có bồ tát đầu mất và thân thế đều ưa vui thí cho để cầu chi tươi phần ngài văn thù sứ lại ta thấy ca quân vương qua đến cho của phần thưa hỏi đạo vô thường bèn bỏ nước vui về cung điện cả thần thiên cao trần rau lần tống mà mặn y pha phun hoàng lại thấy bồ tát mà hiện làm thì theo một mình ở văn về vui tụng kinh điển cũng thấy có bồ tát giống mạnh và tinh tấn vào ở nơi thâm sơn suy xem mỗi phần đạo và thấy bậc lý vô thường ở cho không nhàn sâu tô các thuyền định được năm món thần thông và thấy gì bồ tát chấp tay chỗ thuyền định dùng nghìn muôn bài kể khen người ca pháp vương ngài thấy có bồ tát ký cho chi bền chẳng ai hỏi ca Phật nghe rồi đều thu trì lại thấy an Phật tứ định tuệ trọn đầy đủ dùng vô lượng tí vô vì chúng mà gian phán. Vui vừa nói ca phán dạy báo ca Bồ Tát phá dẹp chúng minh má mà đánh rền trong pháp cùng thấy vì Bồ Tát văn bạc yên lặng ngồi trời rồng đều cung kính chẳng lấy đó làm mừng và thấy có Bồ Tát ở rừng phóng hào quang. Cứ có chốn địa ngục thiên đều vào phân đạo lại thấy hàng phận tử chưa từng có ngủ nghỉ kinh hành ở trong rừng thiên năng cầu phần đạo cũng thấy đủ giới đức uy nghi không thiếu sót lòng sạch như bửu châu. Đề cầu chứng văn đạo và thấy an văn tử trù vào trước nhẫn nhung bị kế tăng thương màng mắng rùa cùng đảnh đầm thấy đều hay nhân đưa để cầu chứng văn đạo lại thấy có bồ tát xa rời chữ chơi cười và khuyên thuộc ngũ sĩ ưu gần gũi người trí chuyên tâm trừ loan đồng nhiệm niềm ở núi rừng trai ân nghìn muôn năm để cầu được phần đạo lại thay vì bồ tát đồ ăn uống ngọt ngon cùng trăm món phong thân đem cung phật và tăng ao tôn đồ thường phục giá đang đến nghìn muôn hoặc là vô giá y đem cung
cung Phật và tăng dùng nghìn muôn ức thứ nhà báo bằng chiên đàn các giường nằm tốt đẹp để cúng Phật cùng tăng. Rừng vườn ra thanh tình bông trái đèo chân xe rồi chạy cùng ao tâm cung cho Phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đẹp vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô tương lai có vị Bồ Tát. Giảng nói qua kinh nhiều dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh hoàn thay vì Bồ Tát Quán Xa Ca Pháp tịnh đều không có hai tướng cũng như quán hư không lại thấy hàng phần tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tới này mà cầu đau vô thường. Ngài Văn Thù Sư lời lại có vị Bồ Tát sau khi phần diệu độ cũng dàn xa lời phần lại thấy hàng phần tử xây dựng ca tham nếu nhiều vô số hành xa nghiêm sức cấp còi nương. Bửu tháp rắn cao đẹp đèo năm nghìn do tuần bề ngang rồng tới nhau đèo tuần trong mỗi môi tham miếu đều có nghìn tràng phan màn châu xem ta xuống chiến linh báo hòa treo cán vì trời rồng thân. Người cùng với vị nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian ngài Văn Thù Sư lại các hàng phẩm tứ kia vì cúng dàn xá lời nên chàng chứng tham nhiều cõi quân giới tự nhiên thù đặc đấng tốn đẹp. Như cây thiên thụ vương hoa kia đang khoe nở phần phóng mộ luôn sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp thần lực của chư Phật. Thì tuệ đều hy hữu phóng một luồng tỉnh quang soi khắp vô lượng cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có xin Phật tứ văn thù giải quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế con cử chi phóng ánh quang minh này Phật tứ phải tài đáng quyết nghi cho chúng mừng có những lời ích gì đừng Phật phóng quán này khi Phật ngồi đau tràng. Chừng được khóa tâm nhiều về muôn loài quán đó ai là sẽ thọ ký hiến bài ca coi phận ca bao sầm trang nghiêm cùng thầy ca đức phần đây không phải cớ nhỏ ngài Văn Thù nên biết. Bồn chúng và long thân nhìn xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư lại nói với ngài Di Lăng Đại Bồ Tát cung các vị đại sĩ các thiện nam tử như chỗ ta các nghĩ thời nay đức bằng thế tôn muốn nói phạm lớn. Mưa pháp vũ lớn thôi pháp loa lớn đăng pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiền nam tử ta cần ở nơi ca đinh phân đời qua cứ thấy điềm lạnh này phân kia phóng hào quang đó rồi liền nói pháp lớn. Cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật hiện hào quang cũng lại như vậy Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tăng cả trong đời có tin theo cho nên hiện điềm lành này.
Đà thiền nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước, bây giờ có đức Phật hiểu nhận nguyện rằng mình như lời ứng cung chinh biến tri minh hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trì. Điều ngự trường phu thiên nhân sư phần thế con nhiên nói chân pháp ban đầu giữa rốt sao ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lại lê kéo màu thuần một không tạm đầy đủ cả tướng phàm mạnh thanh bạch. Phần vì người cầu đạo thánh văn nói pháp tư để thoát khỏi trắng già bệnh chết tiêu cánh niên bàn, vì hàng cầu quá duyên nhân nói pháp mười hai nhân duyên, vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la mật làm cho chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh gia tâm bậc. Nhờ phía chung trí kế lại có đấng phần cũng hiểu nhận nguyện đăng minh, lại có đấng phật cũng hiểu nhận nguyện đăng minh, như thế đến hai muôn đức phật đều đồng một thân. Hiểu nhờ nguyện đăng minh lại cùng đồng một họ, họ phá la đò di lạc nên biết được phần chứ được phần sáu đều đồng một tên. Hiểu nhật nguyện đăng minh đầy đủ mười hiệu, những pháp được nói ra đầu giữa sau đều lành đừng vào rõ sao cả lúc chưa xuân gia tòa tam vị vương tử. Người thứ nhất tên hữu ý, thứ hai tên thiện ý, thứ ba tên vô lượng ý, thứ tư tên bửu ý, thứ năm tên tăng ý, thứ sáu tên trừ nghi ý, thứ bảy tên hưởng ý, thứ tám tên phạm ý. Tam vị vương tử đó có uy đức từ nay đều lãnh trì bốn châu thiên hạ, nghe vua cha sơn gia chứng đạo vô thượng chính đàng chính giác, đều bỏ ngôi vua cũng xuất gia theo pháp tâm đại thừa thường tu hành thân tinh, đều làm bằng phàm tư thoa trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đức phó quân trồng cá cội lăng đứng phần nhận nguyện đăng minh lung đoạ nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sứ gia bồ tát phát qua phần sơ hồ niệm. Nói kinh đó rồi Phật liền ở trong đại chúng ngồi sẽ ban nhâm vào căn chánh định vô lượng nghĩa sứ thân và tâm chánh đông. Khi ấy trời mưa hoa mạng đà la hoa ma mạng đà la hoa mạng thù xa cùng hoa ma mạng thù xa để dài trên đất phần và đại chúng khắp mà coi nước và sao điêu văn đồng lùng đó trong hôi hàng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sư nam cần sư nữ. Trời rồng già xóa càng tháng bà tu la ca lâu la khấn la la ma hầu la già nhân vi nhân cùng các vị tiểu vương các vị chuyên luân thánh vương vân vân các đại chúng đó đường đều chưa từng có mừng rỡ chấm tay mong lòng nhìn phần. Bây giờ đừng nhớ lại từ tướng long trăng chân giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông như nơi đường thấy ở cõi phần đây di lặng nên biển. Khi đó trong hồi có hai mươi ức Bồ Tát
Chưa muốn nghe pháp các vị Bồ Tát ấy thấy hành sang chiều cấm ca cõi phần đường đều chưa từng có đều muốn biết vì duyên cớ gì mà phong hành sang nay kỳ ấy có vị Bồ Tát hiệu Diệu Quang có 800 người đệ tử. Bây giờ Đức Phật nhận nguyện đấng minh từ trong chính định mà dạy vì Diệu Quang Bồ Tát nói kinh Đại Thừa Tên Diệu Phạm Liên Hoa Giáo Bồ Tát Phạm Phân Sơ Hồ Niệm trải qua 60 tiểu kim chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy trong hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếm thân tăng đều không lại đồng như nghe Đức Phật nói pháp cho là như trong khoáng bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mòn. Đừng vàng nhà nguyện đấng minh trong 60 tiểu kim nói kinh đó rồi liền ở trong chúng ma phàm sa môn bà la môn và trời người a tu la mà tuyên rằng hôm nay vào nửa đêm Như Lai sẽ nhầm vô dư niết bàn. Khi đó có vị Bồ Tát tên Đấng Tạng Đức Phật nhờ nguyện đăng minh liền tỏ ký cho bảo các tỳ kheo rằng ông Đức Tạng Bồ Tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần Như Lai ứng cung chính đàng chánh giác. Đừng mà họ ký xong vào nửa đêm bèn nhằm vô dư niết bàn. Sau khi Đức Quang Diệu Độ Diệu Quang Bồ Tát trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa trại 80 tiểu kiếm vì người mà diễn nói 8 người con của Phật nhận nguyện đăng minh đều học với Ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang dạy bảo cho đều vững bền ở nơi đạo vô thường. Chánh đàng chánh giác các vị vương từ đó cũng dạng vô lượng trăm nghìn muôn ứng Đức Phật đều thành đằng đạo vì thành Phật rốt sao hết hiểu là nhiên đang trong hàng 800 người đệ tử có một người tên cầu danh người này tham ư danh lời. Dẫu cùng đồng tùng cá kinh mà chẳng thuộc rằng phần nhiều quán mang nên gọi là cầu danh người này cũng do có trọng các nhân viên căn lành nên được gặp vô lượng trăm nghìn muôn ước đứng phần mà cũng vàng cũng kính tôn trọng khen ngợi. Vì là nên biết lúc đó Diệu Quang Bồ Tát đâu phải người nào là chính là ta đây còn cầu danh Bồ Tát là Ngài đây nay thấy điềm lành này cùng với xưa không khác cho nên ta sẽ nghĩ hôm nay Đức Phật Như Lai sẽ nói kinh Đại Thừa Tên Diệu Pháp Liên Hoa. Giao Bồ Tát Phá Phân Sơ Hồ Niệm bây giờ Ngài Văn Thủ Sư Lại Bồ Tát ở trong đại chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có Phật nhân trung tôn. Hiểu nhờ nguyện đăng minh được Thế Tôn nói pháp độ vô lượng chúng sanh vô số cả Bồ Tát kiến vào trí tuệ Phật. Khi Phật chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại thánh xuất gia
Cũng theo Tô Phạm Hằng Phật nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa trong hàng đại chúng, mà vì rộng to bài Phật nói kinh ấy rồi liền ở trong Quán Tòa xem bằng nhầm chính định. Tên Vô Lượng Nghĩa xứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quý thần cúng dường đấng nhân tôn tất cả ca cõi phần từng thời vang đồng lớn vào phong sang giữa mài hiền các việt hi hương. Anh sang chiêu phương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tư nghiệp bao của tất cả chúng sanh lại thầy ca coi phân cùng cả bao trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi Phật quan soi lại thấy những trời người đồng thần chúng già xoan. Càng thà thần á la đều cung giang phận mình lại cây cá như lai tự nhiên thành phận đạo màu thần như núi vàng đoan nghiêm rất đèn màu như trong lưu ly sành hiện ra tượng chân kim thế tôn trong đại chúng dạy nói nghĩa thâm diệu. Mỗi mỗi ca coi và chúng thanh văn vô số nhân và quán soi sáng đều thầy đại chúng kia hoàng coi các tỳ kheo ở tại trong núi rừng tinh tấn giữ tình giới dường như gìn châu sáng lại thấy các bồ tát bồ thí nhân nhường thải số đông như hàng xa đây bởi sáng phần soi lại thấy hàng bồ tát sâu vào các thuyền định thân tâm lặng chấn động để cầu đạo vô thượng lại thấy các bồ tát cho tướng pháp kinh về đều ở tại nước mình nói pháp cầu Phật đạo bây giờ bốn bộ chúng thấy phân nhờ nguyện đang hiện sức thần thông lớn tâm kia đều vui mừng mỗi người tự hỏi nhau. Việc này nhân duyên gì đấng của trời người ta vừa từ chính định dạy khen nhiều quán bồ tát ông là mắng của đời mọi người đều tin về hay vừng giữ tăng pháp như pháp của ta nói chỉ ông chứng biết được đứng phần đã gợi khen. Cho diệu quan vui mừng liền nói kinh pháp hoa trài sáu mươi tiêu kiếp chẳng rời chỗ ngồi ấy ngài diệu quan pháp sư trọn đều hay thủ trì pháp thượng diệu của Phật. Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thần tướng đã vì cản ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải mong lòng tinh tấn rời cản sự buông lung. Ca phần rắn có làm ấn kiếm được một lần ca con của phần thầy nghe phần sắp nhầm dìa phải đều lòng buồn khổ phần sao gấp dìa vậy đấng thánh chúa phẩm vương an ủi vô lượng chung. Đều lòng ta diễn đồ cá ông chớ lo sợ đức tăng bồ tát đây tâm đã được thông thấu nơi vô lậu thì tương kế đây sẽ thành phận tên hiệu là tinh thân cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diễn đồn. Như củi hên lửa tán chia văn cà xá lại mà thấy vô lượng pháp tỳ kheo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tinh tấn để cầu đạo vô thượng diệu quang pháp thư ấy vân giữ Phật pháp tàng.
Trong 80 tiểu kiếp rộng nói kinh Pháp Hoa, tám vị vương tử đó đường diệu quán dạy bá vững bền đạo vô thượng, sẽ thay vô số phận cúng dường các phận tâm thuận theo tu đại đồng. Nói nhau đặng thành và chuyện cứ thọ ký nhau đặng phần rốn sao cả hiểu là phần nhiên đăng đạo sư của thiên tiên đồ quá vô lượng chúng diệu quang pháp sư đó có ngược người đệ tử. Tâm thường cứ biến trễ tam ngư nơi danh lợi cầu danh lợi không nhắm thường như nhà sang vào đời bỏ việc tung hợp bỏ quên không thông thuộc bởi vì nhân duyên ấy nên gọi là cầu danh cũng tu cá nghiệm lành. Được thay vô số vợ cung dạng ca đứng phân thuần theo tu đại đạo đủ sáu ba la mật nay gặp đấng Thích Ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng Phật Di Lặc. Trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô lượng sáu phân kia duyên đồ lười biên đó là ngài còn nhiều quang pháp sư nay thời chính là ta ta thấy phận đăng minh điềm sang trước như thế. Cho nên biết rằng nay Phật muốn nói Pháp Hoa tướng này như điểm xưa là phương tiện của Phật. Nay Phật phóng sanh sang giống bài nghĩa tiệt tướng các người nay nên biết chấp tay môn lòng chân. Phật sẽ rơi nửa quá đầy đủ người cầu đạo ca người cầu ba thừa nếu có cho nghi hối Phật sẽ giúp trừ cho kiến hết không còn thường.